Chấp nhận rủi ro cao thậm chí có thể tử vong nhưng giới siêu giàu vẫn sẵn lòng chi hàng trăm nghìn USD để trải nghiệm cảm giác chinh phục. Được biết, OceanGate là công ty duy nhất trên thế giới cung cấp dịch vụ tham quan ngắm xác tàu Titanic. Với chuyến du lịch mạo hiểm này, công ty thu mỗi khách 250.000 đô la Mỹ, khoảng 6 tỷ đồng. Bởi vậy, đây là dịch vụ hướng tới nhóm khách hàng thuộc giới siêu giàu. Theo các chuyên gia, ngành kinh doanh này trị giá hàng tỷ USD, trong đó, khách hàng giàu có sẵn lòng bỏ ra số tiền lớn để chinh phục những nơi xa xôi nhất mà người bình thường rất ít cơ hội được chạm tới, thậm chí bay vào vũ trụ. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, nam du khách có tên Mike Ryan đồng thời là một nhà biên kịch, cho biết ông từng được trải nghiệm chuyến đi đắt đỏ thăm xác tàu Titanic vào năm 2022. Trước chuyến đi, ông Ryan được yêu cầu ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm nếu xảy ra sự cố. Nam du khách tiết lộ, cái chết được nhắc tới 3 lần ở mỗi trang hợp đồng. Nội dung đề cập tới việc chuyến thám hiểm có thể gây ra chấn thương về thể chất, tổn thương tinh thần hoặc thậm chí tử vong. Tốn kém, lại tồn tại nhiều rủi ro. Vậy tại sao giới siêu giàu vẫn sẵn lòng chấp nhận thử thách? Biểu tượng của địa vị đi xa hơn so với đám đông. Du lịch mạo hiểm đã trở thành một xu hướng ngày càng gia tăng, khi những người mê cảm giác mạnh muốn tìm kiếm một điều gì đó, vượt qua ranh giới của du lịch thông thường và đôi khi là du lịch an toàn. Theo các chuyên gia, OceanGate là một trong số những công ty có thể đáp ứng nhu cầu các cá nhân muốn khám phá đại dương, thậm chí ở cả những độ sâu mà bình thường không thể tiếp cận. Như tôi thấy, với những người cực kỳ giàu có thì tiền không phải là vấn đề. Họ muốn đạt được thứ gì đó tạo ra cảm giác không bao giờ quên. Ông Nick D'Annunzio, chủ sở hữu của Tara, một công ty chuyên tổ chức các sự kiện đặc biệt, nhận định. Thật vậy, với giới siêu giàu, tiền chỉ là những con số. Nhóm khách này sẵn lòng chi khoản cực lớn để thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng máy bay riêng trong 24 ngày, đi trực thăng tới trại căn cứ trên đỉnh Everest, thậm chí là bay vào vũ trụ. Tuần trước, công ty Virgin Galactic thông báo, dịch vụ du hành vũ trụ thương mại của họ sẽ chính thức bắt đầu vào cuối tháng 6 và chuyến đi thứ hai diễn ra vào tháng 8 năm 2023. Để tham dự chuyến đi, mỗi hành khách sẽ bỏ ra khoảng 450.000 đô la Mỹ, hơn 10 tỷ đồng. Virgin Galactic tiết lộ họ đã bán được khoảng 800 vé. Trước đó, OceanGate từng thành công trong việc đưa khách tới thám hiểm ngắm xác tàu Titanic vào các năm 2021 và 2022. Dù công ty này nói với du khách rằng tàu Titan chưa được bất cứ cơ quan nào cấp xác nhận hoặc chấp thuận. Hầu hết không nhiều du khách đủ khả năng chi trả cho một chuyến thám hiểm trị giá 250.000 đô la Mỹ, khoảng 6 tỷ đồng. Chính vì vậy, bay vào vũ trụ, lặn xuống đại dương ngắm xác tàu đang trở thành biểu tượng địa vị của giới siêu giàu. Đó là cảm giác bạn tiến xa hơn nhiều so với đám đông. Bạn có thể làm điều gì đó táo bạo hơn hẳn người khác, giáo sư John Lennon đến từ Đại học Glasgow Caledonian ở Scotland nhận định. Trong khi đó, Sir Richard Branson, vị tỷ phú đam mê du lịch hàng không vũ trụ, từng chia sẻ cảm nhận tại một buổi phỏng vấn. Ông cho rằng, trở thành nhà thám hiểm cho bản thân cảm giác được sống. Theo dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.